Bóng của thân chân Phật, bóng thì mất nhưng thân không mất, thế cho nên chẳng chút lo rầu, mượn giả thân để lập đạo màu. Xong rồi trả cho đâu ra đó, thân là bè trước sau phải bỏ. Để lên bờ hầu cứ quy hương, bè rã tan người chẳng tổn thương, vì vậy rất coi thường cái chết. Mầu nhiệm thay khi tâm vọng hết, sống lặng yên mặt nước trắng ngà, trên trời xanh vạn tượng xâm la, đều được hiện rõ ra không sót. Tự cảm thấy em vô cùng phải hược, lòng lân lân chỉ một niềm vui. Chữ ma ha bát nhã nặc mùi, xác cõi tốt hồn ngồi cảnh Phật, nhìn thấy chúng sanh trên quả đất đang quay cuồng theo vật dục tâm, mạnh yên thân còn yếu dập bầm, vì sự sống cạnh tranh không ngớt. Mọi nỗi khổ vẫn chưa thấy bớt, sanh rồi già rồi chết nối liền, còn bệnh kia thật nọ liên miên, đủ cách chết kể không hết được. Chết vì bệnh, chết vì bão ngược, chết thiên tai hoặc chết nhân tai. Dù rằng người đủ sức đủ tài, cũng không trốn khỏi ngày chết đến. Thế mà cõi trần gian cứ mênh tạo tác thêm nhiều chuyện bất lành, để lưu truyền mãi nghiệp tự sanh, và cuộc sống hiển tình thêm khổ. Không cứu được mẹ cha tâm tổ, lại còn làm xấu hổ gia môn. Hãy đợi mình còn hại nhi tôn, thật là một người không hiểu nghĩa, nên phản tỉnh đạo màu trao trìa. Cứu độ mình và cả tông môn, truyền nghiệp lành cho đám nhi tôn, mới nói theo đó lãnh thân khỏi tục. Mình lục đục cháu con lục đục, mà khiến cả dòng họ mất cơ duyên. Bật lối đường đi đến Phật tiên, muôn kiếp vẫn còn nguyên tại thế. Khổ này qua khổ kia liền kề, lẫn hợp trong bể sổ không ngừng, càng ngày càng u ám tinh thần, không còn sức quầy chân trở lại, khi có cuộc tan điền thương hại. Các nạn tai đổ dải trên mình, thân sống cam trôi nổi linh đinh, linh hồn cũng gặp gình mây gió. Sống hay chết vẫn nằm trong rõ, bị nghiệp mê lôi cổ đi luôn. Mang lấy thân sống dải chết cuồng, chịu đựng kiếp vào trần ra khổ. Lăn lộn mãi sớm khai chiều đổ, mang mệnh đời nay đẻ mai chôn. Lo miếng cơm chạy chót bọn chồng, vì manh dại cuối lòn bận rộn, lúc nào cũng lo như bị nhồng. Sống trong đời hỗn độn đua chen, chỉ làm cho tâm trí tối đen, chung cuộc vẫn đem chôn xuống đất. Có cảnh Phật còn hoài không mất, mà không tìm qua được cho an.
ấy là điều cần phải tiếc than, cho lòng của thế gian mây mùi nên xét kỹ để lo cải hối. Đuổi theo cho kịp chuỗi ngày qua, mượn thuyền từ vượt cánh phong ba, để kịp hội lắm qua kỳ tới. Trong thiền tính nữ nam cách giới, ráng tu cho Phật hội tên đề, nếu không ngồi chính phẩm liên quê, cũng ráng được giữa kệ thánh vị, thân tử để được tròn đạo lý, phận tổ thầy cũng phí lắm nguyền. Là những lời của Phật muốn truyền, xin nhờ khách hữu duyên nhắc lại, đây liền cúi đầu vâng lời dài. Mượn bút nghiêng kể lại như trên, mong người đời chịu khó đọc lên, rồi suy nghiệm hư nên tường tầng, lo tu niệm một lòng tinh tấn, cho tâm hồn được sáng suốt ra, cõi Di Đà được biết lối qua. Đường giải thoát thấy ra tỏ rõ, về tinh độ cho thân hết khổ. Lên niết bàn hầu có an cư, được kim thân bất hoại bất hư, được bổn tánh chân như thường trụ. Được tự tại tự do tự chủ, được khỏi dòng sanh tử luân hồi, được ngồi yên trên sen báo vui tươi, được thông làm đất trời vạn vật, được còn mãi chứ không hề mất, ấy là điều đây rất ước mong, xin thiện nam tín nữ đại đồng. Ráng tu được thành công đắc quả. Nam mô Sám Văn hội thượng Phật Bồ Tát. Nam mô Sám Văn hội thượng Phật Bồ Tát. Nam mô Sám Văn hội thượng Phật Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô thập phương thường trụ Tam Bảo. Nam mô thập phương thường trụ Tam Bảo. Nam mô thập phương thường trụ Tam Bảo. Cúi lại đấng Tam Giới Tôn, quy mạng cùng mười phương Phật, con nay phát nguyện rộng, thọ trì sám văn hiện đạo, trên đền bốn ân nặng dưới cứu khổ tam đồ. Nếu có kẻ thấy nghe đều phát lòng bồ đề, hết một báo thân này sanh qua cõi cực lạc. Nam mô Sám Văn hội thượng Phật Bồ Tát. Nam mô Sám Văn hội thượng Phật Bồ Tát. Nam mô Sám Văn hội thượng Phật Bồ Tát. Thị dân giáo lý phần thần cơ thật luận, từ xa bỗng có luồng gió nhẹ, nghe toàn thân mát mẻ vô cùng. Tự thấy mình mở quát hung trung, liền có vị Pháp Long bước đến. Phòng vắng lặng không hương không nến, chỉ lấy lòng tiếp kiến với lòng. Dùng nhiệt tâm thay nén hương nồng, đem thành ý thế chung nước là.
lòng vui vẻ bút không thể tả, rồi cùng nhau hỉ hạ tách chân. Trong khắc kỳ đến chúng Kim Sơn, cúi đầu trước Thế Tôn bái tạ. Nhờ ân đức từ bi hỷ xả, giải pháp màu cảm hóa chúng sanh, bớt khổ sầu thế giới cạnh tranh, cho thiên hạ thái bình an lạc. Phật như đã rõ lòng khao khát, liền nói cho bi pháp diệu quyền, rằng hôm nay vì mở phước điền mới gọi khách hữu duyên lại đâu. Chúng sanh dần sống trong mộng ảo, kiếp người đời như thảo thượng sương, sự nhân từ ít kẻ chủ trương. Việc báo ác nhiều phương cổ dò, mạng đã ngắn càng làm thêm nhỏ. Sự mê lầm còn có chi hơn, người đã không còn bị nghiệp vương, rất thương kẻ đang cơn liễu điều. Cái chết vốn là nơi kết liễu, cách trần gian chung chịu như nhau. Sinh ra thì có tự theo sau, không thể trốn nơi nào cho khỏi. Sinh tử bởi nơi tiền nghiệp gọi, người còn gây còn phải trả đền. Giống đã gieo người dẫu có quên, đúng ngày tháng mọc lên nhất định. Trước không chịu để lòng lo tính, sao muốn ngăn dừng cũng không xong. Nghiệp đến rồi dầu bậc tiên ông cũng phải chịu chứ không tránh khỏi. Như lời Phật đã vừa mới nói, giống đã gieo không gọi cùng lên. Nghiệp tạo rồi tuy đã bỏ quên, đúng giờ khắc tự nhiên nó đến. Nghiệp lực mạnh rất vô bờ bến, ngàn muôn năm cũng chẳng mất đâu. Giống nghiệp càng châm gốc rễ sâu, càng nảy nở dài lâu khó nhổ. Nghiệp càng lắm càng nhiều đau khổ, dai cho nhiều phải trả lời nhiều. Nở hồng trần chẳng lúc nào tiêu, vậy oan trai cứ đeo buộc mày. Năm tháng vẫn dích trong khổ hải, kiếp đời lăn lộn mãi sông mây. Đường Tây Phương bật lối trở về, nẻo địa ngục giàu ra mòn gót. Chịu hành phạt đã không còn sót, cửa luân hồi chưa vượt khỏi qua. Nghiệp trận còn đành phải sanh ra, mang lấy kiếp gọi là sanh vật. Lo thân sống nào ăn ở mặc, nào lợi danh nào vật dục tình. Rồi sanh lòng bảo thủ lấy mình, việc chi cũng muốn trên hơn cả. Tánh ích
kỳ sanh ra nhân ngã, khiến cho người nổi giả cạnh tranh. Thấy ai hơn có ý ghét ganh, thấy ai kém sanh tình hung hiếp. Hổ tham chẳng bao giờ phủ liếp, tâm tham danh tham sắc tham tài. Ba điều tham thiên hạ đáng sai, đa số khách cần ai đều bị. Nếu chẳng dứt được lòng ích kỷ, thì chứng tham khó trị cho lành. Thể tham danh thì khổ vì danh, chữ danh nó gần bên tài sắc. Danh có được sắc tài liền bắt, tài được rồi danh sắc nó theo. Sắc có thì danh lợi nó đeo, danh tài sắc ba đều dính liêu. Dướng một cái cả ba cái níu, ngã bên nào cũng chịu khổ sầu. Vượt ra ngoài có mấy ai đâu, rơi vào đó biết bao nhiêu kẻ. Đạo cốc nhục nở đành chia rẽ, tình đồng bào sâu xé nát tan. Cũng vì danh vì sắc vì vàng, làm cho kẻ tham gian tôi mắt. Mê danh lợi lắm người phản tặc, đâm sắc tài nhiều bất dông ân. Biết bao điều tham sắc bất nhân, vì tài hoặc vì danh vì sắc. Nếu chuyện lớn nước nhà sanh giặc, còn nhỏ thì thù ghét chóm riêng. Khắp quan cầu thiên hạ đau điên, vì tài sắc vì danh lợi cả. Tánh ích kỷ với lòng nhân ngã, mưu lợi danh mưu cả sắc tài. Người giết người chẳng biết gom tay, bạn phản bạn quên ngày hậu nhật. Trai bất nghĩa gái không hạnh đức, chồng bát tình vợ thất thiết trinh. Trò phản thầy tớ hại chủ mình, cũng vì sắc tài danh phần lớn. Mình sung sướng mặt người đau đớn, thấy của ai cũng muốn lâm le. Lời nói lành chẳng để tai nghe, thấy việc phải không hề bắt chước. Vì ích kỷ chẳng vui làm phước, vì ngã nhân muốn được phần mình. Tao muốn ngàn tội ác tại đình, cũng vì lợi vì danh vì sắc. Người đối xử với người khe khắc, người nhận tâm lừa gạt lẫn nhau. Chẳng phải vì ích kỷ hay sao, quyền lợi đụng chạm nhau do đó. Muốn danh vọng muốn nên giàu có, muốn cao sang vợ đẹp con xinh. Muốn cho ai cũng phải phục mình, muốn mình sống mặc tình ai chết. Càng muốn mãi muốn hoài không hết, các việc do lòng ích kỷ sanh. Giữa loại người đủ mặt cạnh tranh, vì muốn lợi cho mình làm trước. Mình muốn được thì người muốn được, mới gây ra các cuộc đấu tranh.
Kẻ được thì đủ cách giữ canh, người bị mất cố tình lấy lại. Kẻ nay thắng kế mai lại bại, người bại nay nhưng lại thắng mai. Thua trần thắng được cũng cày mài. Xét cho kỹ có ai sung sướng, chỉ tạo lấy thêm nhiều nghiệp chướng, làm cho đời khổ lớn thêm ra. Danh lợi mua bằng các thù hèm, thà không có còn êm hơn có. Vì sự sống diệt chia cũng mó, ấy lầm to nào có khôn ngoan. Lợi cho mình mà hại nhân gian, cái lợi ấy chỉ làm tuyết lộ. Nghĩ đến chuyện đấu tranh lưỡng hồ, tất không vui làm khổ cho ai. Nếu để lầm nghĩ đến ngày mai, sẽ không thể nhúng tay việc ác. Luật nhân quả thẳng tay trừng phạt, vô luận ai tạo tác bất lương. Muốn thì làm chẳng chịu suy lượng, dễ đưa tới con đường tối lồi. Biển sâu rất lung công bơi lồi, tội ác lắm khó nổi gỡ ra. Vui nhất thời để khổ lâu xa, sự vui ấy chỉ là thuốc độc. Chúng sanh biết bao điều thảm khốc, vì ham vui trong chốc lát sanh. Cần nghĩ suy rồi sẽ thi hành, tranh bá lợi mồi danh câu nhừ. Hành thiện sự hay là ác sự, là nguyên nhân vui khổ trong đời. Mặc dù là một việc nói chơi, cũng ảnh hưởng cho người sâu sắc. Việc thường bữa nhớ nên dè dặt, nói hay làm cân nhắc cho minh. Đừng để cho thị dục lừa mình, cùng căn thư cảm tình vũ dỗ. Thấy vui phải nhớ ngay việc khổ, biết thương thân phải độ lấy thân. Đem lời danh cung phụng xác trần, chỉ là việc nuôi ông tay áo. Danh mà chẳng danh là chánh đạo, lợi mà không lợi hao mới chân. Xác phàm phu mà giả thánh nhân, ở trong tục nhưng lòng tại ngoài. Thanh ác lấy lòng từ đổi lại, tình yêu riêng đem cái yêu chung. Tha đói nghèo việc quy bất tùng, cam rất lạnh chớ không lừa đau. Không những đối người nhà ngay thảo, đối với ai cũng hảo tấm lòng. Người lạ quen đều xử chi công, biết tha thứ hơn lòng cố chấp. Các việc ngay chú tâm rèn tập, lợi danh đâu dẫn dắt đường tàn. Đừng quên rằng giúp đỡ người ta, tức là việc giúp cho mình đây. Của người khác mà mình cướp lấy, chính là mình phá hoại của mình. Sách có câu trời rộng tinh thinh, mà chẳng lọt mái lòng ca nhớ. Tưởng ích
kỷ ruộng giường rộng mở, có ngờ đâu thêm nở lâu đời. Bữa nay cười để chịu khóc mới, đa số kẻ sống đời như thế, tham danh lợi lỗi lầm bất kể. Mê sắc tài tội lễ chẳng màng, ấy phần đông của kẻ thế gian chịu thống khổ nguyên nhân gì đó. Thân tứ đại cuối cùng phải bỏ, tạo tác chia việc khổ vào mình. Sương nhất thời đi khổ hẳn nghìn, là việc của chúng sanh thường tạo. Nuôi thân sống bằng vô nhân đạo, thân sống kia trên giáo trên gươm, đâu an toàn đâu được quý thơm. Mà lắm kẻ to mồm khoe sắc, đời đã thấy sớm còn tôi mất. Càng bất lương càng chuốc quả sầu, tưởng rằng thừa nước đục thả câu. Chẳng dè có kẻ sao đến thợp, thay nước chứ tưởng là dễ hớp. Lợi nằm ngay trước mắt khó ăn, lòng dục nên tìm cách cản ngăn. Chớ ham việc lợi danh mang quà, bụng khi đói ngậm mồi khó nhà. Nghèo gấp tiền chẳng mó dễ chi, cá mắc câu cũng bởi thế ni. Người phạm tội cũng vì lẽ ấy, khi thèm khát nhịn đi ít thấy. Lúc say mê dừng lại mấy ai, phần đông theo sở dục hằng ngày. Muôn chi cứ làm ngay chẳng xét, biết chung ghét vẫn làm cho ghét. Không cần ngày mai mốt ra sao, để cho lòng tham dục túng thao. Hiện thời có biết bao nhiêu kẻ, có vợ chinh muốn thêm hầu lè. Được tình nhân muốn bẻ thêm duyên, thấy lòng người không lúc nào yên. Sự ham muốn lưu truyền như vườn, chữ tài sắc lòng thường mơ tường. Việc lợi danh mở miệng nói luôn, nở hồng trần chẳng lúc nào xuống. Tâm trí mãi điên cuồng danh lời, xong tội nọ tội kia liền tới. Hết tù này cái đổi lao kia, tự khóa thân rồi tự liền chìa. Cứ như thế kéo lê kiếp sống, đời này chẳng làm nên trò trong. Kể đời sau cũng hỏng hư luôn, đã trải qua số kiếp dư muôn. Nào khắc giống giả tràn xe cát, tưởng là giấu được điều tội ác, đâu ngờ gây nên kiếp trầm luân. Lo thân mà trái lại hại thân, chỉ một khổ làm thêm mười khổ. Bị mọi cảnh trần gian cam dỗ, làm mê tâm của kẻ tham gian. Gần xuống mồ lòng vẫn còn ham, đeo danh lời như sám khó gờ. Cũng vì thế mà không hết nợ, vừa chết xong liền trở lên ngay. Dạy đâu thì cả đó không sai, kể sau hết hình hài quá bao. Vui hoặc
khổ đều do nghiệp tạo, giàu hay nghèo chớ bảo không căn. Hễ trồng tre thì có lên măng, làm ác tất phải mang quả ác. Chớ coi nhẹ những điều tội ác, phải quan tâm đến các hành vi. Vì rằng trong hành động chi chi, chung cuộc sẽ hồi quy lại hết. Việc chi dẫu lắm lòng mê mệt, cũng cần nên nhiều ít xét suy. Tránh đừng cho tai họa hồi quy, ấy là việc thường khi tác dụng. Phải rõ rệt chớ nên ấp úng, dù việc chia chạm đụng bất ngờ. Người thường hay vì tánh u ơ, bị ngoại cảnh làm cho xa ngã. Tạo công nghiệp tức mang cộng hòa, sự đồng tâm chớ khá coi thường. Chỉ gật đầu cũng đủ tai ương, đâu đợi đứng chủ trương mới tồi. Lấy đạo lý ra làm nguồn cội, để đo lường việc lỗi hay không. Bất luận là kẻ dốt hay thông, khi nhắm mắt cũng đồng thấy tôi. Không lấy đạo để làm đường lối, rất khó lòng biển nổi giả chân. Sai mê rồi dù bậc thánh nhân, cũng lâm tâm tôi không hơn phàm tục. Chẳng lấy chỉ gạn trong lòng đục, đâu bằng người thất học biết suy. Khi tai nghe mắt thấy những gì, chớ tin bương phải tria thiện ác. Chỉ một phút để cho sai lạc, suốt cả đời chưa chắc hối xong. Mắt với tay là cửa của lòng, viết tài sắc lợi danh theo đó. Tâm sao động thường do mắt ngó, chi lung lai thường ở tai nghe. Các việc đời lui tới giảng ve, khiến tâm trí người ta siêu ngà. Chưa cầm chắc được trong lòng già, cửa mắt tay chớ kha hở hình. Coi như là có kẻ trộm rình, trong nhà phải thức cánh nghiêm nhặt. Nếu sơ ý bị phường đảo tặc, lẻn vào trong vét sạch của tiền. Mất của tiền chỉ bị trung chiên, mất thiện tánh đảo điên đời kiếp. Bị lầm lạc rơi vào ác nghiệp, còn việc chi khủng khiếp ai bằng. Bối ly loạn càng lắm khó khăn, sự tội lỗi đón ngăn đầy ngò. Nào quyền thế rủ rèn to nhỏ, nào công danh cám dỗ đó đây. Chỉ dạy cho lời phải ít ai, đốc suối việc quấy thì lắm kè. Nói đạo đức nhiều người bác bẻ, làm hung sùng lắm kẻ chạy theo. Chốn thiền môn thường thấy vẫn teo, nơi tửu lạc thì bèo thiên hà. Khỏi sắc thì bị tài xô ngã, khỏi tài thì sắc ghé lối đi. Giữa chợ đời không thiếu món gì, khách trần ít kẻ đi qua lọt. Rồi lần chết vì là hảo ngọt, người lũy thân vì thích sắc tài.
lúc nguy nàng trong sạch mấy ai, thừa sự biến dở tay nhiều kẻ. Đời có biết bao người cấy khoe, dùng đủ phương hiếp kẻ yếu hèn. Tham của tiền đổi giá bạc đen, hiện lan khắp ở trên dương thế. Càng vất vả đời càng kinh tế, đau càng suy người tế càng nhiều. Vì lợi quyền dân nhuộm máu điều, tranh địa vị nước nghèo sơ sát. Thành công được là nhờ hợp tác, thất bại do phụ bạc dân tâm. Quá tham thì không khỏi bị thâm, đừng tưởng một mình ăn còn gói. Người dù có tài lương lẻo giỏi, cũng không sao chạy khỏi lưới trời, có thể mình giấu được người đời. Nhưng mình chẳng giấu nơi mình được, một mình biết đủ làm tội phước, khỏi cần người biết được hay không. Ớt nhai thì mình bị cay nồng, người khác biết hay không cũng vậy, nhân quả cũng giống như chuyện ấy. Thưởng phạt không sai chạy tí nào, trả nhãn tiền hay trả mai sau, đến chậm hoặc đến mau không mất. Loạn đời chẳng bao giờ loạn luật, chớ thừa cơ làm việc ác gian. Lợi bất minh lợi ấy màu tàn, danh phi nghĩa danh không lâu lắc. Việc đã thấy làng khang trước mắt, sự sách còn ghi chép giấy đầy, có từ xưa không phải mới đây. Kẻ làm mát chẳng chày thì kiếp, mà nghiệp đến sắc tài không thể tiếp. Hòa lại danh lợi hết phò trì, tao cho nhiều đến phúc lâm nguy, chỉ có một mình đi gánh chiều. Thế mà chẳng mấy người xét hiểu, nghiệp bất lành cứ triệu mãi ra, khiến cuộc đời không dứt quan gia, làm cho kiếp thêm ra tội bao. Bị các việc hồng trần lừa đảo, biết mà không chịu thấu lui ra, trái lại còn thêm việc mê xa. Ngày mai một người ta bất kể, sức danh lợi cuốn lôi như thế. Ma sắc tài vũ vô giường ni, kẻ lòng còn lắm việc mê si, lại càng khó thoát ly cho khỏi. Mê thì lầm dù là hốc giỏi, nhiễm thì hư chớ có nói tài cao. Gặp việc không để trí xen vào, đường tội lỗi thế nào cũng dấp. Do hoàn cảnh hoặc do giai cấp, tạo lỗi lầm nhiều cách khác nhau. Nhưng cũng là một thứ trần lao, đều bị khổ như nhau tất cả. Người giống nhau ở lòng nhân ngã, người giống nhau ở giả vị tư. Lo bảo tồn thể chất quyền hư, đem hết cả tâm tư tranh đấu. Vì nhân ngã lỗi lầm tạo cấu, vì vị tư nhơ xấu gây nên, gieo càng nhiều càng mọc đầy lên. Nợ thế cứ phải đền trả mày, báo thân lại thân không tồn tại.
chỉ mang đời chết dãi sống mây. Nhìn kỹ ra là thứ trò hề, mọi hình thức đều là giả dối. Chừng biết được đi xa quá đồi, không quyết tâm khó nổi quẩy về. Dùng dây lên đánh phá giấc mây, để thưởng thức bồ đề thật cành, tìm cho thấy được nơi bổn tánh. Tìm lộn về được cảnh chân như, tìm cho ra thân bất hoại hư, đó là việc của người tinh ngộ. Nếu không tách khỏi dòng mê lộ, chẳng bao giờ được chỗ an nhiên, đó là điều chư Phật thường khuyên khắp sanh chúng ở miền hạ giới. Nay gọi khách hữu duyên bước tới, cũng để mà nhắc lại chuyện xưa. Hầu tùy nghi giáo độ cho vừa, giúp sanh chúng khỏi cơ thống khổ. Ma tài sắc mặt dầu cám dỗ, mồi lợi danh dầu có nhữ câu. Nhờ thấm nhuận chân lý cao sâu, không bị chúng lừa vào lưới nghiệp. Nếu chậm trễ gặp nhiều khủng khiếp, nào bệnh nào già chết bao giây. Làm tinh thần bôi rối cuốn quay, khó tìm lối vượt ngoài sáu lộ. Chúng sanh cũng nên mau tỉnh ngộ, sớm thoát ra khỏi cảnh mê sầu. Chịu luân cầm cũng đã quá lâu, đâu còn thiếu mà hầu liên tiếc. Mê danh lợi bị danh lợi giết, mênh sắc tài bị diệt mạng căn, không giúp cho mình được siêu thăng. Sao điều ấy chúng sanh không xét, từ bi thấy lòng như lửa thét. Giảng dạy cho người biết cội nguồn, để trị cho hết chứng mê cuồng. Hầu cứu vớt linh hồn thoát khổ, nước đã ngập lần lần đến cổ. Gặp thuyền không chịu vớ là nguy, lòng con đầy những sự mê si. Nghe lời Phật không quy là khổ, không hữu duyên lời lành khó ngộ. Ngộ được là vì có duyên xưa, nếu quyết tu theo chẳng cù cưa, nhất định sẽ đến bờ giải thoát. Nếu trì quẩn lòng không định đoạt, ngày trôi qua đến hết số căn, tất sẽ không thể kịp ăn năn. Ấy là một việc làm đáng tiếc, hễ có sanh tức là có diệt. Từ ngàn xưa đã biết rõ rồi, tại sao còn để tánh lôi thôi, không gấp rút tìm nơi bất diệt. Danh lợi chẳng dài lâu chớ tiếc, sắc tài không chân thiệt đừng mê. Quyết tìm phương cực lạc trở về, vũ sạch cả việc mây trần tục. Mưa nắng biết tìm nơi lánh đục, đường tử sanh phải cút khỏi đi. Biết mà còn ngồi đó chịu lì, thật là quá mê si đến đồi. Thân dơ dây biết lo tắm rồi, lòng bận nhớ thì phải bỏ đi. Việc xấu xa còn tiếc làm gì, chúng sanh cũng cần khi hiểu đến. Giấc dù đã có nhiều cảnh khến, cô dũa bào cũng bén trơn ra. Mặc
dù người phạm tội thầm đa. Biết cải hối thì là hết được, chẳng làm việc gian hùng báo ngược, cũng vẫn nuôi sống được như thường. Tại sao làm những việc bất lương, cho chung ghét cho vương tội khổ, sống trong cảnh thân yêu ủng hộ, hơn sống trong tật đố thủ hèm, ba tánh cần sống cách thuận êm, đấu sanh chuyện đạo điên rối râm. Danh lợi dữ hay lành hãy gầm, sắc tài nên hay chẳng khá suy, lựa con đường chân chánh mà đi, đó là những hành vi thường nhật. Cách ăn ở phải theo chừng mực, mọi nói năng liệu sức nhắc cân, tránh những điều ít kỵ tổn nhân, đó là việc đang cần tiến mạnh. Sự hòa hảo vàng mười khó sánh, việc nghĩa nhân bạc nén không bì, gặp phải hội nước loạn dân nguy, các việc ấy cần thi nhau lập. Thuyền bè hữu dụng khi lục ngập, đạo nghĩa cần thiết lúc ly loạn, kẻ hữu quyền đừng có ngó ngang, nên lấy đó trấn an dân chung. Đời gặp phải những hồi kinh khủng, chớ thừa cơ lợi dụng nọ kia, hãy mở lòng cơm áo sớt chia, tâm hồn ấy chở quê nên có. Kẻ mắc nạn mình ngồi đây ngò, mình lắm tay người có giúp đâu. Khá để lòng xét rõ càng sâu, lo tương trở lẫn nhau lúc khổ. Thì dục nát thì lo giải dỗ, thấy nghèo nàn thì đỡ nâng cho. Phúc lợi cho nhân loại biết lo, vàng bạc có đem so tình ấy, đã là người biết phân phải quy. Khá chọn đường nhân ấy mà đi, lợi danh mà bất nghĩa ham chi, vì nó chỉ là nguy giới tội. Được thỏa mãn chỉ là một đôi, nhưng sao rồi chịu hôi suốt đời. Có phải là bị lỗ hơn lời, người ha chẳng lửa nơi dinh diều. Thiếu tiền bạc còn nhiều cách liệu, thiếu nhân tình khó níu vào đâu. Ba tánh cần lấy nghĩa làm đầu, khi hữu sự khỏi âu đơn độc. Dù không phải là cùng thân tộc, ở biết điều sẽ được người ưa, gặp những khi ương yêu nắng mưa, không gọi cũng có người đến giúp. Đời có mắt xem mình từ chút, trong người khen còn đúc người chê. Miệng thế gian phê phán khắc khe, cách ăn ở nên dè dặt đến. Ở lương thiện tự nhiên người mến, khỏi phải cần rủ quên ép này. Việc làm lành đâu lửa có tài, mà bất cứ là ai cũng được. Giàu nghèo vẫn làm nên việc phước, lượng khác nhau nhưng giá bằng nhau. Nghèo một xu giàu đáng mười hào, vật tuy ít tâm nào phải ít. Xưa có kẻ thì chăng cũ rích, được trở nên công đức vô biên. Phật cho mời đến trước Phật
tiền, vừa điểm đảo vừa khen vô tầng. Chỉ có một mình chẳng để bằng, những vui lòng đem cúng chư tăng. Giá trị châu ngọc có sánh bằng, ít người được từ tâm như thế. Chúng sanh lấy đó làm tỷ lệ, trong nhà tu đến kẻ ngoài đời. Khi muốn đem thi của thi lời, phải thành thật từ nơi tâm nào, giúp đỡ cho người do lòng thào, chớ không do lòng háo lợi danh. Và cũng không mong biết ơn mình, lòng thảo ấy giống tình của Phật. Cho thấy mất nhưng không có mất, giữ tưởng còn nhưng thật không còn. Của tuy mòn phước đức chẳng mòn, sự còn mất do lòng chọn lừa. Việc sâu tốt tự mình sửa chữa, phước đức là cái cửa giải oan. Nở hồng trần muốn được rảnh rang, người nên sớm mở toan cửa ấy. Phải lo tin trước khi sống dậy, nổi gió rồi quát cậy sao xong. Biết rằng khi chết nắm tay không, chớ tạo nghiệp ác trong lẽ xong. Tạo nghiệp ác dù dày hay mong, cũng phải đền chẳng trốn khỏi đâu. Nghiệp mong thì bị nhẹ thắm sầu, nghiệp dày phải chịu đau khổ nặng. Chúng sanh nhớ thật tâm tranh hằng, đừng khinh thường lầm lẫn nhỏ nhen. Tập cho lòng sợ lỗi được quen, lần lượt sẽ trở nên toàn thiện. Thuốc thường hút lâu thành ra nghiền, tội hay làm sẽ biến thói quen. Việc nhân tự lòng cố đua chen, tánh hung ác đâu len vào được. Suốt đời vẫn lo làm việc phước, một lòng nguyện giải thoát hồng trần. Tất không còn bị nghiệp chuyển luân, đời sau hết chịu cơn sanh tử. Còn sống chết vì còn nghiệp dữ, hết luân hồi vì đã trọn lành. Cõi ta bà tất cả chúng sanh, chớ để giả mong manh việc ác. Một lần lọt vào đường sông thác, dễ bị đời dẫn dắt trăm lần. Há không lo dừng lại bước chân, cho khỏi kiếp trầm luân khổ hài. Rừng mê rất có nhiều cảm bày, không chạy ra tất phải mang vào. Khi bị rồi khó nổi bôn đào, thân ấy sẽ ra sao thử nghỉ. Tuôn đời rất có nhiều dối mì, nhiều muốn ham nhiều bị gạt lừa. Bà lợi danh chớ có mến ưa, sự tài sắc đừng mơ mộng đến. Tranh khỏi các việc đời dù quên, mới mong ra khỏi bến mê tân. Nếu còn chiều thì dục
nơi thân thì còn bị nhiều cơn chìm nổi. Còn mê tất nhiên còn tâm tối, ráng làm cho hết thoái sai mê, cõi siêu sanh thấy lối trở về. Được khoái lạc còn chi sanh kiệt, còn mê tức là còn tạo nghiệp, nghiệp còn thì còn kiếp luân hồi, mê là nguồn gốc tạo ra đời. Khi đời hết vì người mê hết, bởi mê thấy vật chia cũng mất. Thân chết nhưng không chết nghiệp mê, mê đâu thì sanh đó không xê, luân hồi bởi tại mê mà có. Điều ấy chúng sanh nên nhớ rõ, bưng gốc mê cho nó hết sanh, tất không còn bị nghiệp quảnh hành. Chừng đó mới trở thành tự tại, lầm lạc biết quay đầu trở lại, cố đi dầu xa mây cũng gần. Đem phàm thân đổi lấy Phật thân, giảng sự ở tinh thần cương quyết, lo liệu trước khi đời tận diệt, gần lắm chung hối tiếc đã rồi. Việc đáng thôi phải nhất quyết thôi, thì mới trở thành người siêu thoát. Cõi thế gian là nơi tội ác, kém thiện tâm khó vượt cho qua. Có tinh thần như Phật Thích Ca mới có thể lìa xa tục lụy. Muốn thành Phật mà không đại chí, có thân qua lũ quỷ trong đời, đứa này kêu cái đứa nó mời. Đã làm biết bao người xa ngà, kẻ dục vọng còn nằm trong già, chưa hoàn toàn phóng xả khỏi tâm. Mặc dù là ngồi giữa thiền lâm, chưa chắc khỏi đời làm cho hoài, tâm trần tục không còn mốt mày. Dù ở nơi đường cây chợ đông, cũng như ngồi ở chốn vắng không, vẫn giữ được cõi lòng thanh tịnh. Phật tâm định lúc nào cũng định, trước Phật như trước cảnh người đời. Vẫn bình tâm chẳng sự đổi dời, người tu phải sống nơi định ấy. Định không có huệ không thể thấy, huệ không thì khó giải nghiệp mê. Muốn định thì phải tỉnh mỏi bề, tâm thật tỉnh là kề định huệ. Định huệ vốn hoàn toàn liên hệ, như đèn dầu không thể tách đôi. Định được rồi thì huệ đến nơi, huệ có bởi định rồi mới có. Định huệ đủ tâm thần sáng tỏ, như giấc mê được mở mắt ra, cảnh mộng và cảnh thật khác xa, mê thấy khác tỉnh ra thấy khác. Chưa định huệ như mù đi lạc, định huệ như sáng mắt đúng đường. Kẻ hoàn toàn không biết hướng phương, người thật rất thông đường đi tới.
không biết hương, thành ra bối rối hiểu rảnh đường nên mới thung dung. Không thấy nên dấp ngã lung tung, được thấy rõ thì không đụng chạm. Bởi không thấy mới gây khổ thầm, nhờ thấy nên chẳng bám nở đời. Thật khác nhau một vực một trời, người tu phải đặt nơi định huệ. Thành lòng phát những lời đại thệ, thệ độ vô số kể chúng sanh. Thế trừ xong phiền não nơi mình, thể học hết pháp lành của Phật. Thế thành Phật cao siêu tột bậc, ngày đêm luôn gắng sức tu hành. Những lời thề ấy phải đạt thành, dù phải chịu muôn nghìn đau khổ. Không thành được tự mình khó độ, thì còn mong cứu khổ được ai. Tập cho mình bơi lội thật hay, mới có thể vớt người chìm đắm. Ngày đêm phải tự mình suy gầm, ngăn gió trần cho lặng sóng tâm. Sống tâm còn thấy lạc lầm, trời tròn lại thấy nhăn xẻo xò. Sống thì đục vật không lộ rõ, lặng thì trong chiêu tỏ thiên hình. Sớm làm cho tâm được thanh bình, là sớm được đạt thành trí huệ. Trí huệ có tất xong đại thề, không sợ làm cho kẻ khác lầm. Chẳng khác nào đi quan tối tâm, trong tay có sẵn cầm ngón đuốc. Sẽ giúp cho kẻ an tâm được, mà chính mình cũng bước vững vàng. Đuốc làm cho người thấy rõ ràng, trí huệ giúp người tan mê muội. Được có của nhờ lo cắm cùi, đắc đạo màu nhờ gối trần tâm. Quyết tu hành tất đã quyền thâm, chớ ngờ Phật xa xăm khó gặp. Nếu chịu khó ngày đêm tu tập, sớm muộn gì cũng đắc đạo màu. Vạn sự do chi quyết làm đầu, chi đã quyết thế nào cũng được. Đừng hèn yêu trước điều trái ngược, chớ rụt rè trong cuộc gian nguy. Phải kiên trinh phải đủ gan lì, thắng chướng ngại thắng khi thử thách. Dẹp ích kỷ dẹp lòng kiêu cách, dẹp tham lam dẹp nết dâm ô. Dẹp gian phi dẹp tấm phàm hồ, thôi ganh ghét cũng lo dẹp quét. Dẹp chửi mắng dẹp lời lau khuyết, dẹp theo thùa dẹp hết ác ngôn. Dẹp gắt gai dẹp tánh tự tôn, dẹp trộm cướp dẹp luôn sát hại. Dẹp giận dữ dẹp lòng ngu dại, thường dình cho quảng đại tấm lòng. Kẻ tại gia cần phải lo xong, khi giao tiếp ở trong xã hội. Cùng kẻ khác hẳn ngày đáp đối, việc nọ kia trao đổi rất thường.
những sự nào nên thân nên nhường, cần phải biết tận tường mọi việc, vừa là giữ cho mình tinh khiết, vừa giúp cho đời biết sạch nhớ, tránh không cho danh lợi làm mờ, ngăn tài sắc gác lừa tối lồi. Lấy giới luật ra làm ranh lối, dình bước chân cho khỏi phạm qua, lúc khó khăn nhớ niệm Di Đà, lấy bổn nguyện ra mà nhìn chiều. Buổi đầu cố nhiên còn vương vưu, nhưng sao rồi sẽ kéo xuống ra, trong khi còn là sĩ đạt ta, với khi Phật Thích Ca có khác. Mặc dù cũng chỉ là một xác, nhưng khi mê khi giác khác nhau. Lúc còn mê mờ mịt lao sao, khi đã giác lao lao trong sáng, mê với giác nói hai hình dạng. Nhưng cũng từ một bổn tâm sanh, dạng sự do tâm ấy tạo thành, thấy tâm được là rành dáng sự. Do tâm khởi ra điều hung dữ, cùng tâm sanh ra sự hiền lành, việc lớn lao bằng núi bằng thành, đến nhỏ nhất như kim như chỉ, tất cả cũng do tâm suy nghĩ, rồi tạo ra các sự nọ kia. Thấy được tâm như khóa gặp chìa, mở ra hết những gì trong ấy. Các vọng tưởng dù là che đầy, cũng ráng tìm cho thấy bổn tâm, tâm thấy là thấy Phật giáng lâm. Tâm không thấy Phật làm sao thấy, tâm muốn thấy chớ tầm trên giấy, phải tìm trong lòng mới thấy ra. Vọng tâm như mây khói phong ba, chân tâm tở bao la vũ trụ, lấy chân tâm để mà làm chủ, chớ nhận lầm cái thứ vọng tâm. Vọng tâm mà tưởng thật là lầm, kẻ tu niệm phải cần đính rõ. Chân tâm rộng lớn và sáng to, vọng tâm thì hẹp nhỏ lu mờ, chân tâm thì phẳng lặng như tờ. Vọng tâm rối dường tơ vò cuồng, chân tâm chẳng vật nào lôi cuốn. Vọng tâm thì bị vướng lung tung, chân tâm thì như quán không trung, trầm dán vật nhưng không một vật. Vọng tâm cứ đổi thay không dứt, nhưng chân tâm chẳng chút đổi dời, như hư không như ánh mặt trời, xưa cũng thế nay thời cũng thế. Vạn sự lấy tâm làm cõi rề, bỏ tâm là sự thế không thành. Muốn đạt nơi bất diệt bất sanh, phải trở lại bổn tâm thường trụ. Nhớ lấy cái chân tâm làm chủ, sẽ không lầm các thứ vọng trần. Chủ được tâm thì đạo được gần, không làm chủ được tâm xa đạo, khắp thiện tinh khả suy chu đau.
chủ được tâm cho đạo sớm khai, đạo khai rồi cùng Phật đồng vai, hoàn toàn vượt khỏi ngoài sanh tử. Lúc nào cũng an nhiên vô sự, tự do không còn thứ buộc ràng. Cõi vô sanh hoặc cõi niết bàn, chính là cõi của tâm vi diệu. Kẻ học Phật phải cần tìm hiểu, để tu cho biết nẻo mà về. Đã tu mà không thoát cõi mê, thường vì bởi lối ra chẳng biết. Thiếu tin tưởng sẽ không nên việc, thiếu lòng thành thì Phật khó trông. Việc tu hành muốn được thành công, phải đầy đủ tấm lòng tin tưởng. Thường bị cánh chung quanh ảnh hưởng, vì thiếu lòng tin tưởng mà ra. Nếu có lòng tin tưởng sâu xa, tất không bị người ta cám dỗ. Tin tưởng có cõi vui tịnh độ, tin tưởng mình có thể sanh qua. Tin tưởng xưa Phật cũng người ta, thì mình cũng sẽ là như Phật. Lời Phật nói không hề sai thất, nếu làm ý như Phật đã làm. Tin tưởng sao làm vậy cho cam, không thể để ai làm thôi chi. Nhất định sẽ vẹn tròn đạo lý, được thành công như ý đã nguyện. Tin tưởng là sức mạnh vô biên, được thành Phật thành tiên nhờ nó. Tin tưởng ngay trong lòng được có, thì sự tu đâu bỏ nửa đường. Khuyên nhủ trong ba tánh thập phương, tu phải có chủ trương mới được. Tin làm phước thì là gặp phước, làm ác thì gặp ác không sai. Tin rằng mình nghiệp dữ chẳng gây, nhất định chẳng đầu thai cõi khổ. Việc cần chẳng để lòng ham hô, chắc chắn không bị trở lại trần. Lòng hằng mong coi Phật được gần, thế nào cũng sanh lên cõi Phật. Luật nhân quả chẳng bao giờ trật, gieo giống nào thì mọc cây ni. Trồng từ bi có trái từ bi, gieo bảo ác lên cây bảo ác. Việc lành dữ của mình tạo tác, sau này mình hưởng hết không sai. Cõi ta bà bất luận gây trai, tình như thế hết ai phạm tội. Nói cài hối lòng không thật hôi, nói tin không tuyệt đối tưởng tin. Gặp khi đời thử qua sức mình, thường xa ngã không cành chống nổi. Vì lẽ ấy khi người cài hối, phải thành tâm chớ dối ở trong lòng. Những điều mình chưa gọi rửa xong, tự hổ thẹn dù không ai biết. Được vậy mới trở nên thanh khiết, tội lỗi không còn việc tay lai. Trước kia dù nhiều sự lầm sai, nay sửa được ra người tốt đẹp. Thật hối cải chứ không nói mép, thì ai tu cũng đắc được thành.
đã quy y mà chẳng chịu hành, nên rất ít người thành chánh quả. Lỗi tại kẻ lòng còn dối giả, chớ Phật truyền đạo cả không lầm, khá để lầm tin tưởng cho thâm. Trọn đời cố gắng làm theo đúng, thời tiết tốt mùa màng được trúng, tu gặp đường đạo chánh mau nên. Quá mê đời việc đạo bỏ quên, tai hại nặng còn hơn nhà cháy. Bị nhà cháy còn mong cất lại, mất đạo rồi khó lấy đâu ra. Bị cháy nhà chỉ khổ đôi ba, mất đạo khổ sanh ra vô số. Bị nhà cháy một thời nghèo khổ, mất đạo rồi muốn thở sầu đau. Nếu có người hỏi tại làm sao, đạo Phật được quý cao như vậy, trả lời rằng đạo qua khổ hải, còn đời thì chìm mãi sông mây, đạo gặp rồi mà lại bỏ bê, thì kiếp khổ nặng nề thêm nữa, đạo giúp chúng qua cơn khói lửa. Biết thương yêu giúp đỡ lẫn nhau, không làm cho ai chịu khổ đau, hết còn thấy người nào ích kỷ. Ai cũng biết ở theo đạo lý, ai cũng đều xử trí công minh, giúp cho nhân loại được hòa bình, đời sống được trở nên hạnh phúc. Về vật chất không còn thiếu hụt, về tinh thần luôn được sạch trong. Cõi thế gian đổi lại tiên bồng, người tối lỗi không trông thấy nữa, đời chẳng khác như là nhà lửa. Đạo như là nước chữa cho tiêu, thiêu nước thì nhà sẽ bị thiêu, vật trong ấy đều tiêu cho cả. Đạo cao quý thật là vô giá, không thể nào mô tả cho cùng, đời muốn ra khỏi cảnh lao lung, nhất định phải cần dùng đến đạo. Cột kèo thiếu thì nhà xỉu xào, đạo đức không đời bảo ngược luôn, đạo giúp cho đời rối được suông, sống không tội thác nương cõi Phật. Người đời được trở nên thành thật, dình nhờ câu đạo đức phận nhiều. Nếu đồng theo đạo đức một chiều, đời người biết bao nhiêu tốt đẹp. Nhà lao tự nhiên là phải dẹp, tòa án không còn lập ra chi. Khỏi phải cần tranh giữ làm gì, cũng chẳng sợ ai đi lây pha. Người nào cũng đàng hoàng phong nhã, nêu cao nền văn hóa con người. Ai cũng đều ăn nói vui tươi, không còn kẻ mở lời thô lỗ. Trong đồng bái đến ngoài thành phố, không còn nghe thấy kẻ gian manh. Ở chỗ nào cũng được an lành, đạo đức dẫn nhân sanh đến đó. Cảnh sông ấy nếu chưa được có, thì đời chưa tiến bộ chút nào.
chỉ tiến về phương tiện hùng hào, chưa tiến một bước nào lương thiện. Tiến bộ đó chỉ làm nguy biến, càng tiến nhiều càng khiến khổ lung, tình trạng trên thế giới rối tung. Cũng vì tiến bộ không phải chỗ, mạnh hiếp yếu cho là tiến bộ, giàu hiếp nghèo gọi đó văn minh. Tiến bộ như thế sẽ chiến tranh, văn minh kiểu đó sanh độ mau. Thật tiến bộ không còn hung bạo, thật văn minh xây tạo hòa bình. Lấy trí suy cho rõ sự tình, đời chưa thật văn minh tiến bộ. Về vật chất thì đua rần rộ, còn tinh thần chẳng có mở mang. Thấy nhân tình quá đổi khô khan, lo cho kẻ thế gian bất ổn. Quá tài sắc thành ra hỗn đồng, quá lợi danh làm rộn lòng người. Tham khóc nhiều chết vui cười là cánh sống của đời hiện tại. Người chỉ có khác nhau thời đại, cũng một tuần ân ái như xưa. Cánh hồng trần dù lắm mến ưa, rốt cuộc cũng chỉ đưa đến mồ. Ăn của thổ thì quần lái thổ, xác phàm nhân có số định rồi. Tạo cho nhiều cũng chỉ thế thôi, thân khi mất sự đời cũng mất. Thật nào khác chim bao một giấc, tiêu tan không sự vật nào còn. Kể ra nào vợ đẹp hầu non, nào cát tía lầu son lộng lầy. Nào xe cổ tàu bè bấm bẫy, nào bát vàng của cải dư muôn. Dứt thở rồi vãng sự đều buông, sự vật bỏ còn thân cũng rã, cõi tạm già xác thân cũng già. Đến cuối cùng đều hóa ra không, mưu mẹo gì cũng chỉ luống công. Trần tâm hết hồ tử loạn tương, phản hồi nơi vô lượng thọ quang. An cư tịch tình niết bàn, không còn trói buộc trong hàng tử sanh. Chỗ ấy kẻ tu hành tha thiết, vui hy sinh mọi việc hồng trần. Chuông từ cửa Phật còn ngân, lòng người mộ đạo nên bừng giấc say. Nhớ lời Đức Như Lai chỉ giáo, thân quyền hư đời ảo mộng trần. Giả đời giả canh giả thân, ta bà sanh chúng đạo chân khá tìm. Xưa nay vẫn đắm chìm biển khổ, lặng hợp luôn đâu có an vui. Đời dù có nếm đủ mùi, cuối cùng cùng chết có người nào không. Qua rồi kiếp cha ông cũng thế, lần lượt đây đến cây cháu con.
nối nhau đi mãi không mòn, đường sanh tử cũng vẫn còn tử sanh. Không ai giải tự mình cũng rõ, nhưng ít người tìm ngõ thoát ly. Đường trần cứ nhắm mắt đi, ai sao mình vậy sống lì ngày qua. Nào cái bệnh cái già đục khoét, kế sau cùng cái chết đến tha. Thế là hết kiếp người ta, trong đời ai cũng chỉ là thế thôi. Để tâm xét kỹ rồi thấy rõ, muốn thoát ly cảnh khổ chúng sanh, không chi hơn việc tu hành xác thân được nhẹ, hồn linh được nhàn. Nặng nề bởi thân mang nợ lắm, sầu nào do lòng đắm mê nhiều. Để hoài muôn kiếp khó tiêu, cho nên cần phải lo điều tình tu. Việc cải hối mặc dù rất khó, nhưng quyết tâm thì có thể nên. Hơn nhau ở cái chỉ bền, chứ đời ai khỏi gây nên lỗi lầm. Kiếp giả tạm khi tâm nhận biết, đời khổ đau lúc xét thấy ra. Nên lo tu chớ dần già, vì rằng ngày tháng trôi qua lẻ làng. Khó biết trước thời gian chết đến, cái chết không nhất định trẻ già. Đời nhiều cách chết xảy ra, cho nên thường có trẻ già khóc mắng. Việc sanh tử Phật rằng đại sự, còn luân hồi còn tử sanh luôn. Tử sanh không gỡ cho xuông, dù làm đến bậc đế vương ra gì, do lẽ ấy cần quy y Phật. Giải quyết xong tạm vật hồng trần, hoàn toàn khỏi cuộc chuyện luân, không còn mang ngũ trược thân nặng nề. Đời nếu chẳng say mê đến nửa, tất nhiên không còn cớ sanh ra. Còn tham cây cõi ta bà, thì còn phải chịu sanh ra hầm trần. Muốn giải thoát phải cần phủi cả, chẳng còn lưu trong dạ sự đời. Siêu sanh chỉ một lần thôi, đời dù cam dỗ mặt đời không theo. Nghiệp răng gỡ chớ đeo thêm nữa, tội lo chưa đừng có gây thêm. Sống tình cô lóng cho em, đường trần lùi lại chớ kèm chân lâu. Hướng về Phật để cầu qua độ, ngó lại tâm để mở cõi lòng. Cả hai cùng được dung thông, giúp cho đạo quả như rồng gặp mây. Cầu Phật độ phải đầy khẩn thiết,
muôn tâm khai phải diệt niệm tà. Nếu lầm nửa Phật nửa ma, Phật không thể độ tâm nhà khó khai. Chẳng chẳng thấy vì mây che khuất, Phật không trông bởi bức vô minh. Phật không ở cách xa mình, tại mình chẳng thức tướng hình Phật ra. Mây mây cũng ráng mà mở mắt, đừng để cho mộng dắt đi sâu. Mộng thì tan chẳng còn đâu, dù cho mộng mấy đài lầu vinh quang. Tìm sống thật cho an hồn xác, sống mộng chỉ cho nát thân tâm. Phải can đảm nhận đời lầm, quyết bình tĩnh dậy kiếm tầm đường tu, đạo mới giải được câu đời tạm. Đời vẫn nằm trong phạm vi mê, bởi mê thành khổ nhiều bề, mà điều chỉ cũng chẳng hề được lâu. Thân không thật, vật đâu có thật, người luôn công dành vật đeo mang. Hơi tàn mọi vật đều tàn, dù cho vật ấy nông nàn thương yêu. Đời tan hợp là điều khó tránh, thân mất còn là cảnh người đời. Trong khi còn mây tất hơi, nên lo giải thoát hỡi người thế gian. Chớ rằng bận lo toan việc thế, mà chẳng lo tìm kế thoát thân. Đến khi thấy mặt tử thần bảo, đừng nó chẳng hề đừng cho đâu. Phải tin trước khỏi câu hận tiếc, đợi nguy rồi mới biết muộn màng. Sớm tu thì sớm được an, chỉ tu mới cứu khỏi đàn trầm luân. Tu là phúc của thân hiện tại, tu là vui của cái đời sau. Tu làm nhẹ kiếp khổ đau, tu cho hồn khói đỏ vào đường mây. Sớm tu được sớm cày sen báu, sớm tu thì phiền não sớm tan. Mau tu chớ để muộn màng, vô thường chẳng đợi, thời gian không chờ người khó giữ tuổi thơ trẻ mày. Người khó ngăn niên đại già lần, khi già khó tranh chết thân trẻ, già chết ấy số phần người ta. Người hệ có sanh ra có từ, dù vua quan dân thứ như nhau. Ấy là định nghiệp trần lao, từ xưa đã thế chớ nào mới đây. Trần là chỗ chôn thấy thiên hà, trần là nơi đại đọa sanh linh, chung quỷ nó vẫn phủ mình, mặc dù mình có tận tình thương yêu. Đau khổ vì đời nhiều vô số, rốt cuộc như nước đổ lá môn. Thân không một vật nào tồn, mà chỉ còn tội lỗi để hồn gánh mang.
kiếp rồi mới vừa tan xác đó. Cái kiếp này cũng bỏ thân luôn, nhưng mê đời vẫn không buông, biết bao giờ khỏi cái guồng tử sanh. Sanh đủ loại đủ hình bất nhất, tự nhiều phương nhiều cách nan phân, dễ gì sanh được nhân thân, dễ gì tự được khỏi phần tham thế. Làm người được dễ về tiếng Phật, làm súc sanh khó được siêu thanh. Hả không sớm biết ăn năn, để cho khỏi mất thiện căn con người. Người thu tánh người rơi cõi thú, người ác tâm người thủ ác đời. Nhân nào quả nấy người ơi, xin đừng để mất tánh người thiện lương. Người muốn được hồn nương cánh Phật, nên từ tâm như Đức Thích Ca, thương yêu tất cả người ta, cứu an thân sông cứu ra biển trần. Sớm khuya ráng ân cần tu niệm, thân tâm thường kiếm điểm tốt lành. Quyết lo lánh trước tâm thanh, lòng không để các lời danh làm cuồng. Giải thoát ấy cõi nguồn trên hết, từ bi là công việc thường xuyên. Điều lành đem đặt trước tiên, việc cho người hoặc việc riêng cho mình. Tâm chi cô giữ gìn tinh khiết, hành động lo thi thiết nhân từ. Ngôn hành chân thật bất hư, nói như Phật bảo làm như Phật hành. Hành đạo có nhọc nhằn chẳng hoàng, tu thân dù cay đắng không nao. Ngày đêm đạo niệm thân trao, trao cho thân chánh trao sao đạo thành. Nếu chưa thật trọn lành trọn sang, sức công phu tinh tấn càng tăng. Núi nhân ngã phá cho bằng, rừng vô minh đốn cho tan không còn. Các vọng tưởng cho mòn cho giảm, các lỗi lầm cho trăng cho trơn. Hết ta còn một điều chân, không còn sợ các tánh trần chen vô. Trong tâm não mơ hồ đã sạch, ngày đêm luôn minh bạch quay lòng. Có đợi mà vẫn tâm không, như nhiên khỏi phải dụng công giữ gìn. Chẳng còn sợ tâm sinh niệm quay, cùng hết lo vật ngoại làm mê. Tự do sống ở thách về thân, tuy cách Phật tâm kề đài sen. Gió tục khó tắt đèn trí huệ, bụi trần không mờ vẽ ngọc tâm. Đồng hay tình cũng không lầm, bởi mình được tự chủ tâm của mình. Trong biển ai sống tình khó nhận, đời bận nhớ không bận được lầm. Như là nước đã lọc trong, cô đêm khuây mấy cùng không nên bùng. Mà vô ngại lúc sống chung các giới,
tự chủ khi sự đối mọi điều, đạo màu là cái mục tiêu trong đời dù phải uống chiều thế nào. Riêng mình ráng dồi trao đạo đức, với người lo ung đúc tu hiền. Xem mình với kẻ tương liên, cùng khai ngộ đạo cùng yên vui đời. Đạo không chỉ đổi hồi thắc mắc, mà đạo còn cứu lúc sống còn, cứu người khỏi cảnh héo von, khỏi thân đau khổ, khỏi lòng sợ lo. Đạo có bổn phận cho vui vẻ, nhà đạo không phải kẻ gây sầu. Chỗ mình hay chỗ nào đâu, đều đem ánh sáng đạo màu ra soi. Mình với kẻ đều coi bình đẳng, là hay quen cũng chẳng cách phân. Đồng ban lẽ thiện điều nhân, cho tâm cùng tốt, cho thân cùng lành. Tu để giúp nhân sanh hữu phước, đạo để làm ngọn đuốc cho đời. Tu không phải để ngồi chơi đầu, không phải để làm nơi dưỡng nhàn. Đời càng loạn thì càng cần đau, người càng hung càng báo nên tu. Đạo suy đời rối lu bù, tu thừa thất tất nhiều người ác gian. Đạo mở rộng đời càng sáng sủa, tu được nhiều người khổ bớt đi, ấy là thật đạo từ bi, ấy là thật kẻ tu trì chánh chân, cứu khổ chẳng chi hơn cửa đầu. Giải sầu không gì hiểu bằng tu, đạo màu chớ để cho lũ tu hành, chớ để cho mù mờ đi. Nên cố gắng phát huy việc đạo, nên dẻo dai nung nấu sự tu. Phá tan cái kiếp gật gù cái lương đời sống âm u đê hèn. Đời trắng mặt nhưng đen lòng già, người vui ngoài mà khổ bên trong. Nếu câu nhân quả không thông, khổ tâm khó dứt đen lòng khó bôi. Đạo pháp rõ thì đời bớt khổ, nhân quả thâm thì nở bớt gây. Những điều phước huệ lo xây, cho vui hiện tại sau này cũng vui. Biết rõ kiếp con người tạm giả, tạo ác chi cho quả thêm cay. Làm lành cho bớt quả tay, làm hung chỉ khiến thêm đài đọa thân. Giúp nhau sống tốt hơn làm chết, cho người vui hơn việc cho buồn. Người vui mình được vui luôn, người buồn mình cũng lễ tuôn theo người. Khiến kẻ khóc mình cười đâu nở, làm mình vui kẻ khổ sao đành. Nên cho nhau được bình thanh, giữa mình với kẻ an lành như nhau. Đạo đức đối người nào cũng thế, từ bi không câu nể bắt nam. Tình thương rộng lớn bao hàm, mà chúng sanh đâu cũng chỉ làm một thôi.
giúp người được là vui hơn cả. Không mong ai nghĩa trả ơn đền, thấy ai té cũng đỡ lên là tình của kẻ tiến trên đường lành. Tình nào rộng bằng tình đạo Phật, đức nào cao bằng đức từ bi. Nếu người đời chịu hành y, thế gian đâu đến đổi gì bi quan. Tình đạo Phật cứu an thiên hà, đức từ bi giải tỏa hồng trần. Làm cho định quốc an dân, làm cho những loại không hờn ghét nhau. Tình đạo Phật lúc nào cũng ấm, suốt cổ kim đã bám chất lành. Một đường tế độ chúng sanh, cảnh đời có đổi Phật tình không thay. Tình đạo Phật mấy ai được lò, mới nhìn qua tường nó khô khan. Thật ra nó rất dịu dàng đượm đà, tình cảm ngập tràn yêu đương. Tình đạo Phật người thường ít có, có được rồi thấy nó cao siêu. Yêu đời khác thoái đời yêu, yêu siêu thoát chẳng yêu điều trầm luân. Tình đạo Phật chỉ chân chi mỹ, nó tự trong đạo lý mà ra. Nó không làm khổ người ta, lúc nào nó cũng chỉ là ban vui. Tình đạo Phật nếu người đều có, giữa người không làm khổ lẫn nhau. Không gây ra cuộc máu đào, giúp nhau hạnh phúc, giúp nhau thái bình. Tình đạo Phật là tình bác ai, chỉ có thương còn hại thì không. Thương chung nhân loại đại đồng, thương đời sống khổ, thương lòng già mê. Tình đạo Phật không hề trao chát, độ sống như độ thác một niềm. Nói thì làm chẳng để im, dù trong cảnh huống bị kìm kẹp bao. Tình đạo Phật xem nhau bình đẳng, giàu không bên nghèo chẳng bỏ bê. Chỉ lo cứu độ một bề, người nhân ngã Phật chẳng hề ngã nhân. Tình đạo Phật hơn trên tình thế, yêu khắp nơi bất kể sắc màu. Khách trần là kẻ trong lao, lòng thương cứu giúp làm sao cho lìa. Tình đạo Phật ngó về sanh chung, quyết làm cho ai cũng an vui. Độ không bỏ sót một người, dù rằng phải chịu suốt đời hy sinh. Tình đạo Phật là tình chung thì, thời buổi nào cũng chỉ yêu đời. Làm người dù có xe lơi, cũng lo cứu độ không rời bỏ ai. Tình đạo Phật dẻo dai hơn cả, không bao giờ tan ra nữa chừng. Bánh xe luân chuyển chưa ngưng, còn ra ngăn chẳng dù rằng bao lâu. Tình đạo Phật rất sâu hơn biển,
cao hơn non đồng viện khắp trời, cho nên dù trải muôn đời khối tình ấy vẫn như hồi ban sơ. Tình đạo Phật bao giờ người có, cõi ta bà chừng đó mới an. Nếu còn tình của thế gian thì còn đau khổ rối loạn khắp nơi, tình đạo Phật cho đời hạnh phúc. Tình thế gian tạo khúc ai bi, cái siêu thoát cái đọa đài, còn ngờ chi nữa cứ sai tình đời. Tình đạo Phật vẫn tươi đẹp mãi, dù thế gian muốn cải cách nào, khó làm cho nó hư hao, chỉ làm cho nó sắc màu thêm tươi. Tình đạo Phật cho người hòa lạc, cả hồn linh lẫn xác thịt trần. Nghĩ mình nghĩ đến tha nhân, cho tâm cùng lạc, cho thân cùng hòa. Tình đạo Phật gần xa bất chấp, đối đại đều ấm áp như nhau. Tình đời còn có thấp cao, chứ tình đạo Phật nơi nào cũng đồng. Tình đạo Phật vốn không giả dối, từ chân tâm ưng đối với người, lấy điều đạo nghĩa tốt tươi đặt trên hành động hoặc lời nói ra. Tình đạo Phật nếu mà được có, đời như thuyền gặp gió thổi xuôi, không riêng lúc sống được vui, mà còn khi thác đầy mùi thiên liêng. Tình đạo Phật nối liền thiên hạ, chia khi vui, sớt sẻ khi buồn. Trong đời nó vẫn có luôn, dù đời người ghét hay thương mặt tình. Tình đạo Phật muôn hình thức khác, nhưng vẫn cùng động tác cứu nhân. Thương người như thể thương thân, giúp cho vật chất tinh thần an vui. Tình đạo Phật cho người phước huệ, lúc chiến tranh như thể lúc bình. Luôn luôn bên cạnh nhân sinh, bao nhiêu công việc tốt lành đem cho. Tình đạo Phật thương lo ba tánh, no thì vui, đói lạnh thì buồn, rối loạn lo gỡ cho xuống, lạc lầm lo chỉ cho đường được thông. Tình đạo Phật muốn không ai khổ, dù là người xứ sở Bắc Nam. Khổ đời khi sống không ham, khổ hồn khi chết đã không làm sao vui. Tình đạo Phật muốn người hướng thiện, tự bỏ đi các chuyện dữ dằn, một lòng ngay thẳng làm ăn quỷ, rồi tự biết ăn năn tức thời. Tình đạo Phật cho người hiền đức, nguy cho an, khổ cực cho vui. Thơm tho hoa kho sánh mùi, quang minh ấm áp mặt trời dám so. Tình đạo Phật bao giờ cũng rồng, tha thứ người cảm động cho người, giúp người với ý tốt tươi, ơn không đợi trả và lời chẳng mong.
tình đạo Phật sạch trong đâu để giữa đời mà tâm thể không nhớ. Tình đời rối tờ vò tơ, nhưng tình đạo Phật bao giờ cũng xuống. Tình đạo Phật từ nguồn trí huệ, không giống như tình thế mê si. Tình trong các việc từ bi, không tình ở những điều gì ác gian. Tình đạo Phật mở đàn giải thoát, đưa chúng sanh khỏi các cực hình. Nếu là thật khách hữu tình, thì tình đạo Phật hy sinh tận cùng. Tình đạo Phật nhắm chúng nhân loài, thương khắp cùng chẳng phải riêng ai. Tình trong chỗ tình không sai, thương trong chỗ cứu không gây hại người. Tình đạo Phật cho vui thì có, cho khổ đời thì nó vẫn không. Tình gieo khắp cả đại đồng, giữa mình với kẻ lạnh nằm có nhau. Tình đạo Phật người nào cũng có, bị tình đời làm nó mờ đi. Dần dần mất tánh từ bi, chỉ còn sanh khởi những gì hung hăng. Tình đạo Phật dù rằng khó được, nhưng ráng khai cho phước huệ sanh. Trước là mình được hiền lành, sau cho người khác trở thành thiện lương. Tình đạo Phật cùng thương cùng giúp, mà lúc an vui như lúc nguy nàn. Mình cùng người rất tương quan, lo dính thân sống lo an linh hồn. Tình đạo Phật càng khôn như một, nhìn vào ai cũng thốt từ bi. Muốn ai cũng có đạo nghi, muốn ai cũng được thoát ly tục trần. Tình đạo Phật cá nhân chẳng có, chỉ có tình đại độ quần sanh. Muốn ai cũng được hiền lành, muốn ai cũng khỏi quấn quanh khổ đời. Tình đạo Phật vì người mà có, tình ấy không riêng ngó về mình, cho nên nó rất quang minh. Dù rằng thường gặp muôn nghìn cấn gai, tình đạo Phật lâu dài chẳng đổi. Thương ba gia như cội với cành, khổ thân mấy giả cũng đành khổ người, thì chẳng ân tình chút nào. Tình đạo Phật nơi nào cũng có, không bỡ giàu chẳng bỏ người nghèo. Thì thành như chốn treo leo, khối tình đạo Phật đều treo khắp cùng. Tình đạo Phật thì chung như nhất, chỉ độ tha đến mực cuối cùng. Khối đời dù có lắm ung, mắt nhà tế độ quyết không để mờ. Tình đạo Phật kiến cơ nhi tác, tùy đời nhưng không lạc đường đời. Muốn đời khỏi biển chơi vơi, khi dùng tàu khói, khi dùng bè tre. Tình đạo Phật không lòe ai cả, giúp người là bởi giả thương người. Muốn người sống được an vui, muốn người thoát được khỏi đời trầm luân. Tình đạo Phật là thân tất cả,
hùng muốn hiền hiền khá hiền thêm, cõi đời cùng tạo ấm êm không ai chuốc cái khổ gây hèm với ai. Tình đạo Phật kéo dài hạnh phúc, người như mình cùng một tâm cơ. Gian lao chẳng muốn bao giờ sướng vui, là biết đợi chờ từ lâu. Tình đạo Phật không câu chấp kè, cùng muốn không bị lẻ nhỏ nhoi. Tấm gương bác ái rộng soi, cho người nào cũng đồng nói lòng lành. Tình đạo Phật trường thành khó bi, rộng giường bao bền bị giường bao. Tình đời thường bị xiến sao, nhưng tình đạo Phật một màu tự nhiên. Tình đạo Phật bạc tiền khó đổi, tình ấy không vì mỏi dục cần, mà là vì đâu muốn dân, cho nên vui vẻ hiến thân cho đời. Tình đạo Phật khắp nơi đều có, lấy tình phàm tìm nó không ra. Nếu dùng tâm niệm Thích Ca, người sang hèn cũng đều là hiểu thông. Tình đạo Phật vẫn không riêng lời, mà vốn tình liên đới nhân sanh. Tình trong giảng sự yên lành, không tình ở chỗ tạo sanh khổ đời. Tình đạo Phật không rời nhân loại, rất biết rành những cái khổ vui. Thấy người khổ già không nguôi, cho nên rất muốn mọi người thành thơi. Tình đạo Phật tình vui hơn cả, vì lẽ không có già riêng tư. Khối tình chân thật bất hư, xem người nào cũng bằng từ thiện tâm. Tình đạo Phật tình cầm chắc chắn, dù sang hèn cũng chẳng đổi thay. Nguyện lành dần một không hai, chết thân cũng chịu đỏ đài cũng cam. Tình đạo Phật khó làm cho lợt, đôi chúng sanh chẳng bớt tình thương. Tình thương dù kẻ không tường, cũng không hề chán ở trên đường độ sanh. Tình đạo Phật lợi danh khó chuộc, thương người không vì buộc mà thương. Giúp người do tánh yêu đương, không do mưu lợi cho đường hậu lai. Tình đạo Phật với ai không bò, độ được thì cứ độ liền. Khi khối tình của tánh từ bi khác hơn tình thiếu lương tri của đời. Tình đạo Phật những nơi nào có, tất nhiên là chỗ đó rất hoàng. Ở ăn đúng đạo người ta, ít nghe thấy việc xấu xa đê hèn. Tình đạo Phật không ghen ghét lần, mà chỉ thay tánh giận làm vui. Thư tha hơn cô chấp người đắng cay, đổi lấy ngọt bùi cho nhau. Tình đạo Phật sắc màu bất chấp, thân mến không hề cách biệt ai. Muốn cho khắp cả nhân loài, xem nhau như thể chân tay ruột rà. Tình đạo Phật thiết tha bình đẳng, rất muốn không ai nặng nhẹ ai. Cùng tương trợ chẳng hiếp
đại du rằng người ấy ở giai cấp nào. Tình đạo Phật đậm bao rất mến, mà còn thương rộng đến nhân loài. Chúng sanh ai cũng như ai, muốn đồng được bước ra ngoài khổ lao. Tình đạo Phật đời nào hết được, nếu loại người còn cuộc gian truân. Cho nên tự gian cổ nhân, mảnh tình đạo Phật đã từng gieo ra. Tình đạo Phật tình ma chẳng giống, Phật an dân ma đồng loạn dân. Nên tình đạo Phật có nhân, còn tình ma quỷ không ân nghĩa gì. Tình đạo Phật chết đi không đổi, tình đời chưa chia vội đem thay. Tình đời chẳng nghĩ ngày mai, nhưng tình đạo Phật lâu dài biết lo. Tình đạo Phật hẹn hò cõi Phật, không hứa suông tạm vật ta bà. Cái tình ấy rất sâu xa, mà trong thiên hạ người ta ít tìm. Tình đạo Phật rất im mà đậm, đậm vì người chẳng mong vì mình. Tình trong khổ thảm nhân sinh càng khổ Phật tình càng tăng. Tình đạo Phật thể rằng cứu thế, thể cứu luôn bất kể thời gian. Tình đời còn có thể tan, nhưng tình đạo Phật như tràng sơn lâm. Tình đạo Phật như tầm rút ruột, ăn của người bao bọc cho người. Miếng người được ấm được vui, chết đi cũng chẳng ngẫm ngùi nợ xưa. Tình đạo Phật rước đưa tới chỗ, không nửa chừng ruộng bỏ một ai. Đường đi cực lạc bao ngày, cũng nguyện đưa đến không nài gian nguy. Tình đạo Phật trong kỳ mạt pháp, tình ấy càng rộng gấp muôn xưa, mới là phù hợp thời cơ. Nếu không thể chỉ là mơ đêm dài. Tình đạo Phật càng say càng to, khác tình đời càng mó càng lu. Nếu là thật kẻ chân tu, môi tình ấy chẳng phúc nào rời xa. Tình đạo Phật đúng là tình Phật, yêu đời mà không mắc trong đời. Luôn luôn với tánh siêu vời, vạch đường giải thoát cho người cùng thông. Tình đạo Phật rộng không thể lường, rộng hơn điều tưởng tượng của người. Không riêng rộng cuộc sống đời, mà còn rộng đến ngày mới linh hồn. Tình đạo Phật trong tôn hai mặt, về phần hồn di xác thân sinh. Muốn cho cùng được tinh minh, thân sinh không khổ, hồn linh không đại. Tình đạo Phật muốn ai cũng sáng, không muốn ai mù quáng dại ngu. Cho đời là cảnh lao tù gỡ, cho ra khỏi không câu trói vào. Tình đạo Phật lúc nào cũng tình, tình trong đời chẳng dính theo đời. Dù đời xuôi ngược lưng dơi, nhưng tình ấy vẫn như nơi thạch
bàn tình đạo Phật sớt sang đạo cả. Cho người đời khổ qua hết gieo, đường lành cùng một nhịp theo, tâm mê muội hết thân nghèo khổ tan. Tịnh đạo Phật sẵn sàng tế độ, dù cho thân gian khổ đến đâu. Ngày giờ dài ngắn bao lâu, không thay đổi giả chẳng nào núng lầm. Mà tình đạo Phật từ trong tánh thiền, khác hơn tình ngoài miệng thế gian. Lúc nguy như lúc bình an vẫn là giữ vẹn một đàn thị chung. Tình đạo Phật chỉ dùng nhân ấy, không làm điều ngược trái lương tâm. Quấy không để giả nghĩ thầm lừa, là việc quấy đem làm thật ra. Tình đạo Phật chẳng pha tình tục, đời khuấy bao không đục được lòng. Tình mà sự thật là không, nên không bị trói trong dòng trần ai. Tình đạo Phật ra ngoài nghiệp ấy, không bị ràng buộc cái phàm duyên. Tình đời còn bí cuồng điên, nhưng tình đạo Phật không phiền lụy đâu. Tình đạo Phật chẳng cầu dẫn tiếp, mà nêu khởi tâm phù hiệp Phật trời. Lời đời chẳng có hại đời, thì tình đạo Phật ở bên người chẳng xa. Tình đạo Phật như là tình mẹ, muốn con nên chẳng để con hư. Nếu con chỉ hiếu chỉ từ, mẹ càng không thể nào rời bỏ con. Tình đạo Phật vẫn còn mãi mãi, dù trải bao biển hải tan điền. Không làm tình Phật đảo điên, chỉ làm thêm nặng đạo duyên với đời. Tình đạo Phật giữa thời mát hà, thâm nhập trong tất cả nhân sanh, khiến đời đổi dữ ra lành quyết, làm biển lửa trở thành đồng sen. Tình đạo Phật bạc đen khó nhùm, dù thế gian muôn ôm cách nào. Khó làm tình ấy tiêu hao, chỉ làm cho nó thêm cao tinh thần. Tình đạo Phật vì dân vì nước, làm sao cho khỏi cuộc tai nạn. Đâu đâu cũng được hòa an, không nghe tiếng khóc lời than bất bình. Tình đạo Phật háo sanh vô tận, không muốn ai gây hận với ai. Cố nhiên mình chẳng nghiệt cay, với người nào cũng ưu hoài thiện lương. Tình đạo Phật chủ trương giải thoát, hay cho thân mình cho các nhân gian. Không tình trong cảnh buộc ràng, nên cần đem nó làm lan rộng nhiều. Tình đạo Phật chỉ siêu không đọa, vì nó không lan trả như đời. Nhưng đâu phải bấy nhiêu thôi, mà là còn cứu vớt người trầm luân. Tình đạo Phật yêu thân yêu chung, yêu chánh đường chẳng dũng tà tâm. Nên tình yêu ấy không lầm, đáng cho người ráng quặng thâm xa gần. Tình đạo Phật là nhân là nghĩa,
chỉ gieo lành chẳng tỉa giống hung. Khối tình ấy rất thị chung, mưu đời không thể nào dùng làm tan. Tình đạo Phật mênh mang khắp cả rộng vượng bao thiên hạ khó lường. Khổ còn ở khắp mười phương thì tình ấy vẫn còn tương trở hoài. Tình đạo Phật thấy ai không bỏ, dù rằng là kẻ đó bất lương cũng đem lòng nghĩ xót thương. Tùy phương tiện cứu khỏi đường tội mê, tình đạo Phật khen chê chẳng có. Lành dữ là sự đo đáng phân, khen chê chưa phải là nhân dữ lành, mới chính là cân diêm phù. Tình đạo Phật trí ngu bất luận, hễ là người thì sẵn lòng thương. Chưa tưởng lo giúp cho tường, còn mấy lo chỉ cho đường giải mê. Tình đạo Phật chợ quê bình đẳng, hèn như sang lòng chẳng cách phân. Nghĩ rằng mang cây xác thân thì ai cũng phải khổ trần như ai. Tình đạo Phật nhìn ngay nghiệp thế, biết đời này đến cái đời sau. Chơi son tất dinh đỏ màu, hùng hào sẽ bị hùng hào khỏi đâu. Tình đạo Phật không cầu của tạm, chỉ muốn xa khỏi cảm bẫy đời. Dù đời cám dỗ lắm nơi, không bao giờ để cho rơi lọt vào. Tình đạo Phật muốn mau giải khổ, khổ riêng mình khổ cả thế gian. Thế nên coi tạm không màng, dù cho tài sắc ngọc vàng muôn xe. Tình đạo Phật dù đè vơi búa, cũng không làm trầy trũa chút nào. Càng nhiều đúng chạm gian lao, càng làm tánh đạo dội giàu tốt tươi. Tình đạo Phật vẹn mười ý thiền, không thể nào bị nghiện tánh đời. Dù đời có đủ trò chơi, cũng không thể khiến rụng rời Phật tâm. Tình đạo Phật muôn năm vẫn tỏ, tỏ đến khi không có bóng đen. Nếu còn sông thác úa hèn, thì tình ấy vẫn còn chen đổ điều. Tình đạo Phật muốn tiêu khổ chung, hy sinh bao lòng cũng ưng vui. Miễn sao cứu vớt được người ấy là ý nguyện từ hồi xưa lâu. Tình đạo Phật rộng sâu vô tận, gặp gian truân chẳng hận một ai. Chỉ vui cứu độ muôn loài, tự đau khổ được ra ngoài an vui. Tình đạo Phật ngược xuôi cùng mặt, thương chúng sanh cầm chắc một lòng. Giúp đời rất biết gai trong, nhưng vui vẻ giúp vẫn không nản tình. Tình đạo Phật vốn sinh trong thế, bởi thế gian liền kể khổ lao. Cho nên tình ấy càng cao, cao không thể lấy thước nào ra đo. Tình đạo Phật muốn phô sách đề, nhưng vẫn còn tiếp kể vô biên. Mảnh tình ấy rất thiêng liêng, yêu thương người chẳng luận miền quê nào. Tình đạo Phật phủ bao thiên hà,
với niềm thương như già nghiến thai, chăm lo thận trọng từ ngày không vì cho mẹ vì hài nhi con. Tình đạo Phật từ non chi biển, không chỗ nào chẳng hiện rõ tình. Tình nơi siêu thoát chánh minh, không tình chỗ khiến tự sinh bất bằng. Tình đạo Phật tình năng hộ trợ, xưa nay không hề sợ nguy nan. Vì tình thật cứu nhân gian, cho nên dám chết để đàn sao vui. Tình đạo Phật cứu người là phần. Lòng từ bi đã dựng từ xưa, dù ai nghi kỵ ngăn ngừa tự nhiên nó cũng tìm đưa đến người. Tình đạo Phật vui tươi bổn nguyện, muốn cho ai cũng thiện như ai. Người sanh trong thế giới này nên thương chớ ghét dù giai cấp nào, tình đạo Phật không sao tắt được. Nếu đợi còn trong cuộc khổ đau, không phân là kẻ nghèo giàu, vẫn thương vẫn giúp như nhau một nhà, tình đạo Phật vị tha là gốc. Cho nên vui hiến cuộc đời mình, miễn là cứu được nhân sinh, quán chi đời sống của mình nọ kia. Tình đạo Phật khổ chia vui sớt, tình không riêng bùi ngọt cho thân. Từ phương xa đến nơi gần, nó đều thường trực bên thân mọi người. Tình đạo Phật không lời việc phước, thấy phải thì sân sước làm ngay. Dù cho muôn đắng ngàn cay, xem như gió bụi mỗi ngày đi ra. Tình đạo Phật vẫn là tình thật, dù gặp muôn dối gạt của đời. Trước sau vẫn một mà thôi, không vì người dối gạt rồi dối theo. Tình đạo Phật gắn keo với Phật, tình đời không thể rứt rời ra. Tuy là trong cõi người ta, mà tình ấy vẫn trên tòa Như Lai. Tình đạo Phật càng dài càng thâm, khiến cho lòng càng ấm càng vui. Đổi đời trái ngược ra xuôi, bắc nam đâu cũng đầy mùi từ bi. Tình đạo Phật từ khi vô thì vẫn là tình tri kỷ của đời. Thấy đời sống cảnh chơi vơi, khiến tình đạo Phật càng khơi thêm nồng. Tình đạo Phật tình trong đại lộ, không phải tình gây khổ chúng sanh. Nên tình luôn được cao thanh, trước sau vẫn một niệm lành thiêng liêng. Tình đạo Phật vì miền hạ giới, diệu dụng ra đủ mọi hình hài. Miễn đời sạch bụi trần ai, dù thân lăn lóc bao ngày cũng ưng. Tình đạo Phật trong chân chánh đạo, khác hơn tình tà giáo trong đời. Cho nên chẳng chút lạ lơi, mặc dù chúng đụng với người trần gian. Tình đạo Phật trái ngang dẫu gặp, không đổi tình cố đạp lướt qua. Để mà đổ khắp người ta, từ vòng ma quỷ bước qua Phật thần. Tình đạo Phật cựu tăng như một,
thời đại nào cũng tốt lành luôn, khó làm cho nó quay cuồng dù đời khoa học đến phương thế nào. Tình đạo Phật xét vào căn bản, không chấp nơi hình dáng bề ngoài. Xét từ xưa đến ngày nay, thứ sanh bệnh lão vẫn đài khổ dân. Tình đạo Phật thấy thân người khổ, lòng đau như búa bổ kim châm. Ngày đêm không ngớt suy tầm cứu sanh chung khỏi còn lâm tai nạn, tình đạo Phật thênh thang trời đất. Phủ che không bỏ sót một ai, nhưng không mấy kẻ đoái hoài khiến tình ấy phải còn dài thời gian. Tình đạo Phật bát vàng chẳng chuồng, chỉ quý nơi tư tưởng cao thanh. Đưa người đến chỗ tốt lành, đem người phàm tục đổi thành Phật tiên. Tình đạo Phật ác duyên chẳng tàu, vì muốn không bị đạo điên đời, muốn luôn luôn được thanh thơi, từ thân giả tạm đến nơi linh hồn. Tình đạo Phật dạy khôn như một, vẫn coi nhau đồng lớp con người. Sống trong ba cái tất hơi, mà còn gánh chịu khổ ở đời muôn thiên. Tình đạo Phật tự nhiên yêu rồng, không phải vì mong đồng nọ kia. Thế gian sự khổ chưa lìa, khối tình ấy vẫn còn chia sớt hoài. Tình đạo Phật cõi này còn mãi, nếu chúng sanh chưa giải nghiệp sầu. Bất kỳ núi thẳm rừng sâu, tình kia dù tốn bao lâu cũng tìm. Tình đạo Phật trọn niềm thiên hạ, mặc dù ai có giả phụ phàng, vẫn lo cứu giúp thế gian. Kiếp này có thác thì hoàng kiếp sau. Tình đạo Phật ngọt ngào vô tận, đối với đời luôn nhận luôn tha. Tình như tình mẹ tình cha, dù là sông biển khổ mà đỏ so. Tình đạo Phật muốn kho sách tả, như chỉ là viên đá trong non. Nói hoài tình ấy vẫn còn, từ ông cho đến cháu con chưa cùng. Tình đạo Phật nếu chung nhau có, đời đấu sanh tai khổ dậy đầy, khổ nào cũng giải quyết ngay, như là ngọn gió thổi mây tan tành. Nam mô Sám Văn Hội Thượng Phật Bồ Tát. Nam mô Sám Văn Hội Thượng Phật Bồ Tát. Nam mô Sám Văn Hội Thượng Phật Bồ Tát. Thi Văn Giáo Lý Phần Tình Đạo Phật của Ngài Thánh Sĩ. Lại nữa, tình đạo Phật nếu chung nhau có, đời đâu sanh tai khổ dây đầy. Khổ nào cũng giải quyết ngay, như là ngọn gió thổi mây tan tành. Tình đạo Phật chúng sanh ráng tập, tuy khó làm nhưng rất hiệu linh. Nếu như được có Phật tình, bao nhiêu đau khổ người mình tan đi.
tình đạo Phật từ bi là gốc thương đời, nhưng chẳng bọc theo đời. Thương đời dịch rõ tanh hôi, không thương che thói đời rồi đọa thân. Tình đạo Phật độ dân là chủ, không vì tình của thú dục riêng. Thật là tình của siêu nhiên, dù lăn lóc mây chẳng nghiêng ngửa lòng. Tình đạo Phật chẳng tầm ý thế, thường chỉ dùng quyền để giải oan. Đôi khi như nhuộm trần gian, thật ra đó chỉ là mang áo màu. Tình đạo Phật trước sau tự chủ, dù cho đời quyến rũ mọi phương, không làm cho ý vấn vương, chỉ làm nung sức mở đường thoát ly. Tình đạo Phật chỉ quy về Phật, quy cho mình, quy khắp nhân sanh. Bỏ thân mấy bận cũng đành nguyện, không hề để quy mình theo mang. Tình đạo Phật thiết tha giải thoát, cho hồn linh, cho xác thân trần, cho mình, cho cả muôn dân, ví dụ là phải gian truân cách nào. Tình đạo Phật vì bao thiên hạ, dám hy sinh tất cả cuộc đời. Độ người đến phúc tắc hơi, tượng trưng tình ấy là đời Thích Ca. Tình đạo Phật có ta có chúng, mình biết đau người cũng biết đau, nên lòng hằng biết thương nhau, không gây tạo những điều nào bất nhân. Tình đạo Phật thọ ân lo đáp, làm phước không nơm nớp mong đền. Miễn là giúp kẻ được nên, miễn là ân nghĩa trả đền cho xong. Tình đạo Phật thật không vị kỳ, mà thường là chủ ý vị tha. Dám liều chết cứu người ta, bất kỳ người ấy ruột ra hay không. Tình đạo Phật chỉ mong giải khổ, muốn không ai còn chỗ gian lao. Dù người ấy ở cấp nào, cũng đồng an lạc như nhau một đàn. Tình đạo Phật là thương tất cả, bất luận người quen là cùng thương. Chỉ cho người việc thiện lương, không bao giờ tạo oán ương cho người. Tình đạo Phật vẫn vui vì nghĩa, ai nghi nan xoay sẽ chẳng buồn. Tu hành cứ tiến đến luôn, cho thân khổ hết, cho cuồng nghiệp tiêu. Tình đạo Phật thuấn yêu khó sanh, bởi nó còn thêm thanh thoát trần. Ngoài điều hạnh phúc đường thân, còn lo giải thoát cho phần hồn linh. Tình đạo Phật quang minh vô tận, không như tình đời vẫn u minh.
minh tình lo cứu sanh linh, khác hơn tình khiến linh đinh người đời. Tình đạo Phật như lời đã nguyện, cứu chúng sanh là chuyện trước tiên. Thì chúng vẫn giữ ý nguyện cứu thân đau khổ, cứu phiền não tâm. Tình đạo Phật không hâm vẫn nóng, dẫu rằng trong làng sông văn minh vẫn là thương xót nhân sinh, thấy ai cũng bị chết rình bên lưng. Tình đạo Phật là chân cứu khổ, cứu chúng sanh đến chỗ tốt cùng. Luôn luôn có thì có chung, dù sanh chúng chẳng hiểu lòng từ bi. Tình đạo Phật chỉ vì tâm đạo, không vì trò hư ảo của đời. Nếu người tâm đạo không lơi, thì tình Phật chẳng hề rời người đâu. Tình đạo Phật không cầu dân giúp, giúp thiện tâm giúp bậc hiền gia, giúp người để giúp người ta, giúp người vì muốn rộng ra giống từ. Tình đạo Phật chỉ ư tình ngộ, muốn cho người tìm lộ siêu sanh. Cõi đời là chốn đua tranh, nhưng hơn thua mây cũng thành bụi trôi. Tình đạo Phật mong cho giấy nàng, nạn mình hay bất hạn người nào, nạn nay hay nạn về sau, cùng lo cứu cả dù bao công trình. Tình đạo Phật cứu mình cứu kẻ, cứu tự vong cứu lẽ sanh tồn, xác hồn đều rất trong tôn, tùy phương giúp cả hai tròn cảnh vui. Tình đạo Phật chẳng lùi việc phải, vui vẻ làm cả thải sự lành. Hoàn toàn nghĩ đến nhân sanh, không bao giờ thu lợi danh riêng mình. Tình đạo Phật là tình chung cả, chỉ gieo vui chẳng già gieo buồn. Với ai cùng muôn tốt luôn, dù người ấy có ghét thương thế nào. Tình đạo Phật tuy cao chẳng ngào, vì tình trong ly đạo đăng bình, coi mình như cả nhân sinh giúp người mà chẳng có tình gì riêng. Tình đạo Phật thiêng liêng vô tận, cổ như kim đều vẫn tinh anh. Đời lành thì nó cũng lành, đời hung dữ nó cũng tình thiện lương. Tình đạo Phật không cương giới đoàn, nhưng chỉ tình cứu độ mà thôi. Tình trong ý nghĩa tuyệt vời, khác hơn tình của người đời bận nhớ. Tình đạo Phật bao giờ cho mạng, nếu đời chưa hết đoạn đau thương. Người còn khổ nợ còn vương, cứu người cho đến sạch đường bi ai. Tình đạo Phật mỗi ngày mỗi thâm,
thầm trong tâm hơn tâm vẻ ngoài, mối tình càng thâm càng sai, sai nhiều muốn đổ trần ai thêm nhiều. Tình đạo Phật trong liêu tự có, nhưng ngoài phường phố nó cũng đầy. Với ai nó cũng thảo ngay, không bao giờ muốn cho ai mất lòng. Tình đạo Phật cảm thông tất cả, nước cũng thông mà đá cũng thông. Tùy duyên tùy cảnh tùy lòng, dùng nhiều phương tiện gieo trồng từ bi. Tình đạo Phật vốn quy chánh đạo, giúp chúng sanh hết đau điên đời. Làm người hạnh phúc kiếp người khi mãn an vui Phật đai. Tình đạo Phật lâu dài vô tận, tình an vui không vấn âu sầu. Bất kỳ kẻ ở nơi đâu, có tình ấy được hết câu nào phiền. Tình đạo Phật chẳng nghiêng đâu cả, mà tình bao trùm qua địa cầu. Không phân biệt chỗ nào đâu, khổ thì lo cứu bất câu sắc màu. Tình đạo Phật phạm nào sanh được, dân cũng tình mà nước cũng tình. Tình trong lợi ích chúng sinh, tình cho thiên hạ chẳng tình cho thân. Tình đạo Phật quy thần kinh mạch, vì tình siêu sự vật phàm phu. Tình làm cho hết kẻ ngu, tình làm cho hết người tù tội thân. Tình đạo Phật tình chân lý thật, tình ở trong chánh giác xuất khai. Nên từ xưa chỉ những ai khối tình ấy chẳng bị ai làm mờ. Tình đạo Phật chớ ngơ rất uồn, nhìn kỹ xem đường hướng thấy nào. Nó không đề hạ người nào, mà là nó chỉ nâng cao mọi người. Tình đạo Phật hoa tươi khó sanh, đẹp hơn hoa, thiện tâm hơn hoa. Biết yêu nó hết đọa xa khác hơn, là thứ yêu quá tầm thương. Tình đạo Phật khá nương chớ bò, nương thì vui bỏ nó thì sầu. Nếu người ở khắp quang cầu có tình đạo Phật thì đâu khốn nàng. Tình đạo Phật mở đàn sáng sủa, đọa được xíu còn khổ được vui. Tình làm hòa hảo con người, không tình trong cảnh khiến đời hờn ghen. Tình đạo Phật như đèn sáng tỏ, ấm áp như lửa đỏ đêm đông. Lửa vì ba tánh mà sống, đèn vì thiên hạ mà trong đêm ngày. Tình đạo Phật xưa nay vẫn mát, khiến người vui khiến tắt lửa lòng. Héo xào khiến có trái bông, tự sanh khiến được khói vòng trầm luân. Tình đạo Phật chưa từng bội nghĩa, ở với người giữ lẽ thị chung. Độ thân đến lúc cuối cùng, độ hồn đến lúc thung dung Phật đài.
tình đạo Phật càng ngày càng rộng, thương giúp người bất luận bắc nam. Từ bi công việc chẳng nhàm, cứ khuyên đạo đức cứ làm hiền lương. Tình đạo Phật bình thường vẫn đầm, lúc nguy nàng càng thâm mạnh hơn. Người sơn tình Phật chẳng sơn, đời càng đau khổ lòng nhân càng nhiều. Tình đạo Phật tình siêu tục lụy, trong đời mà không bị nhiễm đời. Mạnh tình có khắp mọi nơi, khiến người giác ngộ, khiến người an vui. Tình đạo Phật tuy người cảm hóa, dung hòa trong tất cả nhân sanh. Cho ai cũng được tốt lành, cho ai cũng được tính thành Phật môn. Tình đạo Phật vẫn tồn tại mày, thời đại nào những loại cũng cần. Nó làm hòa nhã muôn dân, nó làm sáng đẹp tinh thần người ta. Tình đạo Phật nếu mà biết được, sẽ thấy mình hạnh phúc vô cùng. Không đeo nghiệp lúc lâm chung, không gây tội lúc sống trong cõi đời. Tình đạo Phật những nơi nào có, nơi ấy dù nghèo khó cũng vui. Người nào cũng biết thương người, nhà nào cũng thấy tốt tươi thuận hòa. Tình đạo Phật không xa dân chúng, khổ cùng chia, vui cùng cùng chia. Thiên đường thì cũng cùng về, ví dụ địa ngục cũng kề bên nhau. Tình đạo Phật người mau có được, tất là mau khỏi cuộc đau sầu. Tình đời càng vững vương lâu, những điều thông khổ càng bâu kéo nhiều. Tình đạo Phật rộng yêu rộng độ, yêu mọi người độ khổ mọi người. Muốn cùng hưởng cảnh tốt tươi, muốn cùng khỏi kiếp con người trầm luân. Tình đạo Phật chẳng ngưng thiện sự, tại gia lành nam tử cũng lành. Lợi dân phước chung cứ hành, không hề quên cái chân tình từ bi. Tình đạo Phật chẳng gì mua được, đối với đời sau trước một niềm. Tình đời tìm cố tìm kiếm, nhưng tình đạo Phật chỉ tìm chúng sanh. Tình đạo Phật lợi danh chẳng mến, dù lời danh dù quên thế nào. Từ xưa nay vẫn một màu, khối tình ấy đặt chỗ nào cũng nguyên. Tình đạo Phật ý nguyện giữ vững, ở đời không làm bẩn người đời. Giúp đời cũng được thành thơi, sau khi thác mất như nơi sống con. Tình đạo Phật người non nước một, đông tây hòa nam bắc cùng chung. Thật lòng tương trợ đến cùng, trợ thân an lạc trợ hồn siêu thanh.
tình đạo Phật chỉ tăng chẳng giảm, con người mê còn cảm quá luôn. Riêng mình lao ly chẳng buồn, chỉ buồn cảnh khổ vấn vương người đời. Tình đạo Phật nếu thời nào thành, thời ấy người đức hạnh nhân từ, nhà nhà lạc nghiệp an cư, ít người trộm cướp, ít người bận nhớ. Tình đạo Phật lui mờ mỗi lúc, là mỗi tăng những phúc khổ đau. Giữa người ít biết thương nhau, nhà gây rối mãi nước xào xáo luôn. Tình đạo Phật bắt nguồn từ thiền, phước lợi dân chẳng khiến hại dân, cho nên đời cứu đời tân mối. Tình đạo Phật rất cần sanh sôi, tình đạo Phật tôi bồi đầy đủ ơi, mỗi người đều tự chủ được mình. Không làm mất tánh công minh, không làm hư hỏng tâm tình thiên liêng. Tình đạo Phật não phiền cõi mở, mình cùng người chung gỡ gút mây. Nghiệp mê dòng ác không gây, đã gây thì hối, chưa gây thì ngăn. Tình đạo Phật càng tăng càng phước, những tình đời càng buốt càng mê. Nếu người coi Phật muốn về, nên tăng tình đạo chứ mê tình đời. Tình đạo Phật người ơi chớ lạc sang hèn, vì cũng tạc ghi lòng. Cho tâm trần sớm được trong, cho đường trần sớm được thông Phật đai. Tình đạo Phật chớ hoài nghi nó, xem chân tình chớ ngó ngụy tình. Thật tình đạo Phật rất xinh, thật tình đạo Phật quang minh vô cùng. Tình đạo Phật đem dung hòa khắp, những tâm tư thiên chấp đều không. Rất là bình đẳng chánh công, đại đồng ái hộ, đại đồng sự phân. Tình đạo Phật chữ nhân đặt trước, tìm cách tha hơn buộc tội người. Thấy ai quấy việc quấy lời, nên khuyên nên thứ, chẳng cười chẳng chê. Tình đạo Phật một bề đạo nghĩa, ai ghét chê mai mẻ mặt tình. Trong lòng cứu giúp nhân sinh, giúp người mà chẳng tưởng mình giúp ai. Tình đạo Phật dồi mài chung thì, dân tâm hòa thiên lý cũng hoàn. Nghiệp nơi mình chẳng sanh ra, tội cùng người khác cũng là hết đi. Tình đạo Phật chỉ duy thiện sự, hoàn cảnh nào cũng cứ làm lành. Lành mình lành cả nhân sanh, cảnh lành chỉ đến tâm tình lành luôn. Tình đạo Phật nếu muốn người có, không còn ai ở khó với ai. Đêm đêm cửa chẳng cần gai, người đầy vui vẻ, người đầy ấm no. Tình đạo Phật chúng lo tất cả, phước
cùng chia tay hòa cùng che. Giữ lạnh cùng báo nhau nghe, thật tình chẳng có màu mè ngoài môi. Tình đạo Phật người đời ít hiểu, khi hiểu rồi sẽ trêu mến ngay. Bởi vì nó chẳng phụ ai mà ai, nó cũng giảng lại đổ điều. Tình đạo Phật thương yêu quán đại, vì đổ đời chẳng ngại gian nguy. Đổ đời vì tánh từ bi, danh gì cũng chẳng lợi gì cũng không. Tình đạo Phật ước mong người có, để cuộc đời đây đó yên lành, sớm làng hết kẻ lưu manh, nước nhà cũng chẳng còn sanh tai nạn. Tình đạo Phật chỉ mang phước huệ, quả hại không hề để cho ai. Thấy người khổ quyết cứu ngay, thấy người vui quyết giúp dài lâu vui. Tình đạo Phật muốn xuôi thuận cả, không muốn ai gây họa với ai. Giúp nhau vui sống lâu dài, giúp nhau cùng khỏi đọa đài trần gian. Tình đạo Phật mở đàn về Phật, cứu chúng sanh hết kiếp luân hồi. Nhưng mà cũng mở cuộc đời cho người hạnh phúc, cho người tự do. Tình đạo Phật vui cho thiên hạ, thiên hạ cần sẵn và giúp cho. Bất kỳ công việc nhỏ to, lúc nào cũng tận tâm lo cho đời. Tình đạo Phật thương người là vốn, thương ấy đem hành động ra ngoài. Để cho ba tánh nhờ ngay, nhờ trong khi sống nhờ ngày chết đi.